Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Hiện tại ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì em đang sắp một bộ combo. Bộ combo này thì giá của nó là đôi loa là 3.200.000. Chiếc X7 Dacia Acoustic giá là 7 triệu đồng. Và tổng bộ dàn này là 10.200.000 đồng. Và bên em để tròn cho quý vị và các bác giá là 10 triệu đồng. Khi quý vị và các bác chúng ta lấy cả bộ dàn âm thanh thì bên em sẽ tặng kèm bộ micro không dây Bose BS7725 mã. Đấy. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, đây chính là cặp loa B1B2000C được trang bị một bát 30 và 4 chép. Và những chiếc chép này của nó, quý vị nha, những chiếc chép này của nó thì có chiếc phía dưới này là được thiết kế là nghiêng 15 độ và chiếc này là nghiêng 45 độ. Đấy, để cho âm thanh nó tí tách và âm thanh sẽ len lỏi khắp phòng quý vị nhé. Và cực kỳ là đầy âm ở trong phòng của chúng ta. Vâng, với cặp loa này thì bát 30 thì cặp loa này nó sẽ cặp B1B2000C này nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị và các bác khi các bác sử dụng từ 35 mét vuông đổ lại quý vị nhé. Đấy, 35 mét vuông đổ lại một cặp B1B2000C như thế này thì nó đánh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và chiếc X7 đã sẽ có tích vang liền công suất tích hợp giải mã quý vị nhé. Vang liền công suất tích hợp giải mã và có chế độ chống chập chống cháy. 4 cửa ra, mỗi một cửa ra là 1000W các bác nhé. Đấy. Và đây là bộ micro không dây Bose BS7725 mã bên em tặng kèm các bác. Đây còn nguyên túi bóng luôn các bác nhé. Đấy, đây là còn nguyên túi bóng luôn này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, em cậy ra thì nó sẽ ra túi bóng luôn các bác nhé. Đấy. Đây là bên em tặng kèm quý vị và các bác không tính tiền quý vị nhé. Đấy, tặng kèm các bác không tính tiền. Một đầu thu hai tay mic. Đấy, một đầu thu hai tay mic. Đấy, chất âm cực kỳ là xịn sò luôn các bác nhé. Đấy, với bộ dàn karaoke này thì chúng ta vừa nghe nhạc này, vừa karaoke và chúng ta vừa xem phim. Đấy. Vâng, chúng ta nghe nhạc thì những bản nhạc mà nhẹ nhàng tình cảm, những bản ballad, những bản bolero. Đến những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao như những bản remix thì cặp loa này nó đều đáp ứng được cho quý vị và các bác. Đấy. Vâng, trong bộ dàn combo này thì hôm nay em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe thử quý vị nhé. Đấy. Ở những video trước là những cái bộ dàn như thế này là em cũng đã hát karaoke test thử cho quý vị và các bác chúng ta cùng tham khảo rồi. Nhưng trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ hát test thử lại nhé. Vì có nhiều bác là chúng ta mới theo dõi kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Và có nhiều bác thì chúng ta theo dõi lâu rồi. Đấy. Và chút xíu nữa thì em sẽ mở nhạc lên, em sẽ test cả nhạc luôn các bác nhé. Đấy, bộ combo này thì em sẽ test cả chất âm của mic và chất âm của nhạc luôn. Nên 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Chất âm tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Mây lừng lờ trôi trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi, chờ em nay bao đông rồi mà em chưa về bên đời. Sao xưa nhớ
biến khơi. Lòng anh nhớ ai, anh còn mong chờ người xa. Con sông quê này đã già, mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn mây, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người anh. Ơi quê hương mát mát buồn, chiều miền Trung mưa tím bên. Bình thường thì nếu mà ở trong dàn nhà chúng ta nhá, âm ly chúng ta chỉnh không ok thì chúng ta đứng gần loa như thế này hát nó sẽ bị ù. Đấy, còn X7 là sao giữ X và cầm loa này thì hiện tại bây giờ em đang dựa vào loa đây quý vị nhá. Em đang dựa vào loa đây, không hề bị ù. Đấy, không hề bị ù, bị ú xít. Mà cái chất âm rất là mượt mà luôn. Mà chúng ta hát tiếng nó rất khoáng, nó không bị mệt. Chiều nào em về miền Trung hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì hay nay em đi rồi, chiều đông nước dâng đầy vơi. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như các bạn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao xưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, chẳng vỡ giữa lòng biển khơi. Lòng anh tròn thành đôi mà lòng đau như các bạn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Dù cho nay em xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Bài karaoke, em hát test thử một bài karaoke mà được cặp loa BOV 2000C và một chiếc X7 đa sợi ống tích trình diễn và bộ micro không dây Bose BS7725 mã bên em tặng cả quý vị nhé. Bây giờ thì em sẽ mở một đoạn nhạc, em sẽ test thử quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng tham khảo quý vị nhé.
Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, đây chính là bộ dàn karaoke 10 triệu đồng quý vị nhé. Đấy, quý vị và các bác chúng ta cùng tham khảo. Chất âm cực kỳ là hay và hát karaoke rất là thoát tiếng và hát karaoke nó không bị mệt quý vị nhé. Đấy. Vâng, và bác nào mà nếu mà trong tầm giá 10 triệu quý vị nhé, trong tầm giá 10 triệu thì quý vị và các bác chúng ta nên tham khảo bộ dàn karaoke này. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.